cũng trên lĩnh vực an ninh trật tự, từ nguồn tin báo của người dân vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 11, đội 4 phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Lâm Đồng đã theo dõi và bắt quả tang một lượng lớn hàng tân dược, dụng cụ y tế và thực phẩm chức năng tại số nhà 46B Cao Bá Quát, phường 7, thành phố Đà Lạt. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Unifarm, ông Trần Thanh Sơn sinh năm 1989, quê Ninh Bình, cũng là người đứng tên trên giấy phép kinh doanh cho biết. Công ty thành lập từ năm 2015 đến nay, tuy nhiên chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2016 trở lại đây. Chuyên kinh doanh các mặt hàng tân dược, dụng cụ y tế và thực phẩm chức năng phân phối cho thị trường Nha Trang, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nguyên và trong tỉnh Lâm Đồng. Kiểm tra tại kho hàng và làm việc với lực lượng chức năng, ông Sơn đã cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy phép kinh doanh, chứng từ thuế đối với nhà nước. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động đến nay, ông Sơn không có các loại giấy tờ quan trọng như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực này. Với số lượng thuốc, tân dược cùng các mặt hàng khác khá lớn với nhiều chủng loại khác nhau, theo cơ quan điều tra, vụ việc vẫn đang được xác minh từ chứng từ, hợp đồng mua bán cung cấp tân dược tại công ty và các nguồn phân phối chính của công ty khác để xác minh chính xác những loại mặt hàng không có hóa đơn và nguồn gốc xuất xứ nguồn hàng để điều tra, tịch thu và xử lý theo các quy định của pháp luật. Theo số liệu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố, số lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tức rút khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội cũng rất lớn. Ghi nhận 6 tháng đầu năm, có gần 40.000 người hưởng chế độ một lần. Điều này cho thấy số người tham gia mới không...